Cảm ơn FC Đà Nẵng. Đây là món quà của FC Đà Nẵng tặng mình 6 năm cốc nước. Mặc số tấm. Cảm ơn chị Jenny. À Giang, ai tặng quà cho mình đây? Thank you so much. Chị Jenny, chị tập tu chị Jenny. Cảm ơn chị Jenny. Cảm ơn đại gia đình nhà mình. Cảm ơn Jody. Jody. Top one. Mohammed. Thank you, Mohammed. Bukan Mohammed. Mohammed. Thank you, Mohammed. Mohammed. Giang. Chào Giang. Chào Giang cô. Dạ. Con cần tiền. Mohammed. Thank you Mohammed. Good. Chào Giang cô video hả? For I Indonesia istriku. Istriku. Vidya. Vidya. Cái gì? Atiru. Istriku. Istriku. For I istriku. Istriku. Vidya. Istriku. Vidya istriku. Chồng ơi, suamiku. Suamiku. No, Vidya. No, anh đạt. Vợ ơi, asriatiku. Istri. Cảm ơn Nam. Đợi một tí. Handphone. Quánh phào hi ghi chú là chuẩn nhất. Đợi một tí nhá. Này. Cảm ơn em. Cảm ơn anh. Là tương tư. Em là vợ. Thính thẳng. Kamu istri siapa? Kamu istri. Kamu istri. Kamu istri. Hah? Istri. Istri. Kamu istri. Istri. Siapa? Ingat. Istri. Istri. Kamu istri siapa? Istri ingat. Halu aja lu ya terus halu. Halu terus. Kagak apa-apa, menghalu mah kagak apa-apa. Iya, kagak apa-apa terus kan. Thank you, Evan. Dina. Kamu suami siapa? Không hiểu. Kamu. Kamu suami siapa? Chồng bạn là ai? Chúc mừng bạn 5 triệu follow. Chồng bạn là ai? Đạt đi là. Chồng bạn là ai?
Hả? Suami đẹp ý lạ. Bạn là chồng của ai? Vidya. Đây xin biết Vidya tanda tanya aja beda loh guys artinya. Beda loh. Bạn là chồng của ai? Vidya. Makan buku nih. Hah? 5 million? Selamat. 1, 2, 3, 4, 5. Tina Unta Penriku. 5 million. 5 million follow. Ingat video 5 million. Ingat dance-nya. Nya. Oh. Nya. Lati om. Nobi oma. Ya. Lati om. Này. Như một con bọ gậy. Này. Đạt đen. Seperti kumbang. Đạt đen. Kumbang. Kumbang apa sih? Sao joget kumbang? Kumbang dari mana? Anh đạt. Ơi. Thank you Mohammed. Anh đạt. Ơi. Anh đặt đen nhé. Nhá. Ok. Anh đặt đi ôm á. Ừ. Đi ngủ nhá, ập lẹp. Anh đặt anh cho dỗ em. Anh cho yêu em. No. Anh cho yêu em. Aku cinta kamu Vidya. No. Anh cho yêu em. Yêu. No yêu. Lion nhá. Lion nhá. Sư tử. No. Nhá. Anh đắt đen. Nhá. Ok. Hả? Ok. À. THR pompolan, diskonnya jempolan, Mas. Katanya, Aing cho yêu em. Yêu. Yêu, hê. Aing đáp đen. 1, 2, 3, go! Aing đáp đen. Bunda.
anh ai đó. Mệt mỏi. Anh đặt lọc phi đi à. Anh đặt phù nước. Ok. Phù nước. Hả? Phidia, anh đắt yêu em Phidia. À, anh yêu em. Em yêu anh. Anh đắt mà yêu nhất. Tomorrow nhé. Tomorrow, ok. Visa. Fidia, Fidia no go, no go Vietnam. No go Vietnam. No go Vietnam. Anh đã hát một con vịt xây ra hai cái cây. Nó kêu rằng cấp 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 cấp. Gặp hồ nước nó bị bầm bị bấm. Nó hát nhá. Một con vịt xòe ra hai cái cánh, nó kêu rằng tít tít tít. Xem mai, một con vịt, music, music, music. Ok, ok, đợi một tí nhá. Đến dạ. Một con vịt. Một con vịt xòe ra hai cái cánh, nó kêu rằng thít 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 thít. Gặp chào mơ nó bị bà bị bom lúc lên. No 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 no. Ê hả? Chào mơ con hiểu chào mơ. À, một con vịt chảo mỡ ma can. Một con vịt xòe ra hai cái cánh nó chảo mỡ. Đợi một tí. Một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gì lupa ulang. Một con vịt xòe ra hai. Ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm. À? Một con vịt. Một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chicken. No, a chicken. Nó kêu rằng thít 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 thít. Gặp chảo à... Này, chảo mỡ. Nó chảo mỡ. Con gà. Con gà.
Cảm ơn chị Kim Ngân. Apa tu? Sambal. Cảm ơn mọi người đã ship đồ ăn cho Đạt. Apa tu? Tipun terlalu. Anh đã ăn không? Anh đã ăn không? À. Ừ. Cặp chào mỡ ấy. Ờ, à. Cặp gì á? Con gà. Ừ. Con gà gặp chảo mỡ. Ừ, con... ừ, ừ. Ừ. Nhiều no quá mọi người ạ, vừa ăn cơm. Nóng. Hot. Không ai cho bạn ăn. Ha 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 ha. Ha ha ha. Hả? Ăn cơm rồi, đã ăn cơm rồi. Mọi người này. No. Good. No quá. Ừ. Guys, di Bali. Di Bali dia itu ya, habis makan pagi tuh guys pasti berak guys, enggak tahu kenapa. Aing dat Bali, aing dat di Bali. Toilet. Ăn xong đi vệ sinh. À, Bali, aing dat Bali. Aindat, apakah kamu masih mengingat sesuatu? Bạn có còn nhớ một cái gì đó không? Bali, video coi Adi go dan pila toilet. Sumpah. Dia ada satu zaman, sumpah, di toilet. Gak bisa makan pagi. Apa dia tuh? Harus kayak gitu gitu ya? Iya, karena gak bisa makan pagi. Iya, tapi, Aindat, apakah kamu mengingatnya? Bankonya. Bankonya. Kamu kelaparan dan menangis padaku. Bạn đói và khóc với tôi. Kamu menangis karena lapar. Bạn khóc vì bạn đói. Tôi muốn ăn. Aku ingin makan. Nhưng tôi không được ăn. Tapi aku tidak bisa makan. Tôi phải đợi quá lâu. Saya harus menunggu lama. Phải đi một quãng đường dài mới được ăn. Harus pergi jauh untuk makan. Vì sao không ăn ở chỗ gần? Mengapa tidak makan di tempat terdekat? Phải bắt chúng ta. Harus memaksa kita untuk makan jauh.
Gimana? Agak jauh orang kagak ada yang buka. Tokonya. Hey, Aindap. Aindap. Toko masih tutup. Cửa hàng vẫn đóng cửa. Iya kemarin itu gak ada toko warung deh. Soalnya itu mendekati puasa. Iya mendekati puasa. Itu tuh hari oh, apa ya? Ada banyak tempat makan di dekat sini. Dad, Aindad. Aindad. Vietnam. No, Bani. Indonesia. Jadi dia itu no Madiun no Bali full. Nhưng mà không được ăn. Phải đợi đến giờ mới được ăn. Đợi đi đến nơi mới được ăn nhé. Nên là thời gian thôi bỏ đi, mệt quá. Jadi pagi-pagi kan aku bangunin, kan aku biasain bangun pagi. Ternyata dia kalau bangun pagi tuh lapar. Bangunnya sekitar jam 10 gitu. Khi đó tôi đã nổi nóng. Aku marah waktu itu. Vì dia. Oh tuh. Iya guys, dia marah. Oh, dia marah. Ini untuk angetnya. Nonya. No. Ada emoti. Aku takut guys. Ya, dia tuh video. Iya, aku kalau dia marah, aku tenangin. Jika kamu marah, aku selalu menenangkanmu. Nếu bạn tức giận, tôi luôn giúp bạn bình tĩnh. Bạn luôn sợ tôi tức giận. Kamu selalu takut aku marah. Vì bình thường nhé. Bắt đầu đạt nhỉ. Đạt bắt đầu ấy phát vi. Anh Đạt. Jika kamu marah. Nếu bạn đang tức giận. Aku selalu menenangkanmu. Tôi luôn bình tĩnh. Vì lah gimana guys, dia dikit-dikit marah loh, dikit-dikit ngambek loh. Handphone tidak bersalah tetapi kamu memukulnya. Điện thoại vô tội nhưng bạn đánh nó. Dia gampang marah. Keras kepala. Bướng bỉnh. Aindad. Handphone no good. No good, Aindad. No, Aindad. Za video za. Em cảm ơn anh Phong Minh. Thật sự mọi người là bên đấy nó không có mạng, mạng yếu lắm. Ở trong phòng ấy, cục wifi trước mặt rõ ràng ba vạch nhưng mà no internet. Content, anh đặt content, handphone no good. Content. Padahal kamu yang salah. Mặc dù bạn sai. Handphone. Cái tấm mắt cái gian. Content.
anh coi, con tên anh coi. Thank you.